phẩm trà xanh Tâm TV là anh em mình kinh doanh cái sản phẩm bột trà xanh matcha Tama TV là rất tốt cho da nha mọi người nha. Mùa này, nhất là mùa này, da nó khô, nứt nẻ. Với cả ai mà da nhăn nheo hay là khô thì đấy mà sạm đen thì liên hệ với anh em mình qua số Zalo là 0585 89 86 88 nha. Phải lên gọi con này cao lên. Mình vừa kiếm được cái chum đấy, vừa phải đi cắt để tạo thành một cái gọi là lò kiểu như ở trên Tây Bắc ấy, người ta đấy. Chứ còn nếu mà thả than vào đây mà cho gà vào úp vào ấy, thì nó không có không khí là nó sẽ tắt. Đúng rồi. Cái chum anh em mình phải đi kiếm cái chum cổ, chum cũ ấy, thì nó kiểu nó sẽ gà nó sẽ ngon hơn vì nó không có mùi mới nha mọi người nhá. Bây giờ vào đây ướp gà đi. Ok, để ép ướp nước ướp thân thánh nhá. Đấy, vào đây mày ướp gà đi để tao chế cho bố để trụ nhá. Đấy nè, ướp xong rồi đấy này, xong lấy cái này chọc vào cho nó ngấm gia vị. Xăm mình cái gì? Rồi xong rồi đút cái này vào trong, đút chả vào trong đấy. Đấy. Còn mình sẽ đi làm cái lò. Làm cái chỗ này. Mình nghĩ là anh em mình sẽ chế biến món ngon hơn ở trên bản người ta làm đấy, tại vì anh em mình chế gia vị ngon lắm. Ngon hơn. Anh mình học lò. 2 bamboo. Lại còn lấy đũa đĩ nữa. Thế mày đeo găng tay làm cái gì? Chào cái đĩa đi.
mông má này, đấy rồi, này luôn. Chọc chọc là cái kia chọc chọc của nó. Nữa con chăn. Cái chum này vừa, cái bát này nó vừa ở kia không đây. Đít chum thì hơi hơi đấy rồi. Hey, Bambo. Ây xa. Ôi, chân chặt tuyệt vời mọi người ạ. Đấy, bây giờ mình xăm cho nó mọi người ạ. Xăm để cho nó. Bông xăm đi. Đấy. Chọc 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 rồi đấy. Đã tay rồi, đã tay. Chọc chọc rồi, xoa xoa, vui vui. Cười yêu cái ức ấy. Có mày đã bôi vào trong lớp nào chưa? Có. Ở trong bụng ấy. Có. Đấy. Xăm thế này là mình ngấm gia vị mọi người ạ. Ăn nó có vị ngon. Ngon lắm. Hơi khó là. Đấy. Ăn chưa, ăn chưa. Ui, trong này nóng lắm mọi người ạ. Chắc là nhanh cho mình nhanh được chén thôi. Mà nó chín đều rồi nhỉ. Quanh nè. Hôm nọ lên trên kia được ăn món ngon thôi. Về nhịn nhịn ấy. Gà nướng lu. Một em nhá. Đó. Đấy. Sẽ không để cho nó sát vào cái thành này. Tại vì nếu mà sát vào cái thành nó sẽ bị xém. Xém. Hoặc là nó sẽ bị một cái gì đấy. Thấy mất một cái thành. Ai mà không có cái than củi như anh em mình thì dùng cái than tổ ong. Điên. Cũng được ấy. Người ta dùng than củi đấy, không phải than tổ ong đâu. Đấy là than củi à? Ừ. Ai đi dùng than tổ ong thì đứa gà. Em cho cái chậu để cái này trong nhà xong sửa luôn được người ạ. Dài quá. Ui, mình nhét xả thế nào rơi cả xả ra bên ngoài này. Nó còn mắc đôi ở trong á, nhiều lắm. Rồi, giờ sẽ là vấn đề thời gian nữa thôi nha mọi người nha. Ô, anh kê luôn. Riêng cái lò này của anh em mình sẽ phải chứa được 4 con cơ. Không phải 3 con nữa, à không phải 2 con như này nữa. Phải tầm 4 con. Đây mà có một dàn chuột mà gác bát nhỉ. Ờ. Ui dồi, đỉnh luôn đấy. Hôm nào? Hôm nào anh em mình đi đi đuổi về xong được nhiều trong sấy xong để okay. Để lại xong nấu canh nhỉ. Đấy, bây giờ là vấn đề chỉ gọi là thời gian. Đấy, bây giờ anh em mình thôi chẳng có gì đi chơi cả, đi vào nhà. Ở nhà đỡ. Được khoảng tầm 30 phút thì nha mọi người nhá. Đấy. Cho mọi người xem cái lò của anh em mình như thế nào nhá. Đây. Wow. Mỏng quá. Wow. Đây
nhìn vào cái lò này không khác gì ở trên Tây Bắc nha mọi người nhá. Ấy, thấy chưa? Thấy sủi chưa? Sẽ lấy một con ra thử xem nào. À, nó quá. Wow, cũng khá là tuyệt vời nha mọi người nhá. Wow. Ui giòn thế. Cái da nó giòn lắm mọi người ạ. Bây giờ sẽ khả năng là phải quay cái mặt này nó ra ngoài để cho nó chín. Còn cái mặt này đấy thôi. Để tí nữa mình sẽ cho nó chín hẳn để quay nó ra nhé. Wow. Tình hình là đói lắm rồi mọi người ạ. Hai thằng chồng như kiểu có xong tát ao rồi. Đấy, bây giờ lúc nãy mình phải lộn lại để cho cái tại vì cái chung của anh em mình không được như chung ở trên bản chung thon thon ấy của mình, nó lại phồng ra quá, thế nên là phải gọn bỏ ra cho mọi người xem cái nói nhiều lắm. Ôi anh ơi, ui anh ơi, đẹp lắm. Đây đây nhá mọi người nhá. Khá là. Ôi anh ơi. Ừ? Anh chưa bỏ đuôi à? Sao lại bỏ đuôi? À xả. Đi đi lông đuôi ấy. Ui. Wow. Nhìn nó xanh, nhìn ngon chưa? Wow. Kê chưa mọi người? Ui cho ba chén đây này. Từ từ mày mày lấy tao con dao nhọn, tao thử xem nó chín chưa chứ. Rồi, em xăm nó nhiều mà. Tuyệt vời mọi người. Xem con này xem tuyệt vời không nhá. Uầy, con này điện. Con này làm khói hơn ra thôi. Đây, rồi 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 rồi. À, gì đấy. Con này ngon, con em chọc đó. Em thử nghiệm nó. Chín. Ui, chín đẹp luôn. Tại vì sao? Nó chín tới như thế này nó mới ngon này. Đấy, thấy chưa? Nó không bị xem khô. Xem con này nhá. Mà không đỏ một tí nào luôn nhỉ. Ôi giời ơi. Chén. À, khi mà cái món gà của anh em mình thì nó thật sự là nó không được màu, nó không được đẹp như gà nướng ấy. Nhưng mà đây là gà nướng lu nên là anh em mình nghĩ là nó sẽ ngon ấy. Anh ơi, xéo lắm mà đem cái đùi đấy. Đùi á? Thèm lắm rồi đấy. Thèm lắm. Đói lắm rồi, đợi con nào? Lâu nó đẩy lâu. Chọn đây. Con nào cháy không? Đây. Đùi con này gì? Một cái. Ok. Wow. Ui. Wow. Đấy. Chín hết nha mọi người nhá. Ui. Dù bàn này chấm đây. Đây. Dù bàn chân anh bước, mà lòng sao trắng rời. Vâng, xin chào mọi người nhá. Thế nào? Ngon quá. Mời mọi người nhá. Ngon. Ngon lắm mọi người ạ. Nó trời lạnh này ăn gà nướng đỉnh cao luôn. Nó tuyệt vời nhỉ. Cho kiểu nó khác vị gà nướng than kia lắm nhá. Đây nó vừa nó có sức nóng của đấy là có vừa có vừa có kiểu như mùi than ấy. Ai mà đang lỡ lối mà nhìn anh em mình đừng chửi mình nhé. Mình xin lỗi, mình thương. Ai mà không có thời gian ấy, thì nên làm món này khoảng nó đến xong rồi đi làm về trưa ăn là đẹp. Anh em mình vẫn chưa đủ thời gian đâu, nhưng mà mũi dao mổ đã đủ thời gian phải tầm 2-3 tiếng nữa để cho nó chín hẳn. Nó gọi là khô, không phải khô như kiểu thịt gác bếp mà chín đậm thì ngon á. Hả? Thế ngon rồi, không quá gì nữa á, mất tự ngon. Đấy là tùy mọi người thôi. Tuyệt vời. Gà nấu lăn á.
Thôi được, cứ ngon là được. Nhà mày bây giờ để ra trong tủ thử tán. Wow. Để nó ngủ lâu rồi. Phải lấy cái nước này cho chạy vào đây trong chấm này. Là ngon này. Ê. Đấy, đấy. Chuẩn bài đấy. Đấy. Là ngon này. Gà chó là gà chó thế nào? À, cái màu của nó nhá, nó vừa có cái màu khói, nó lại vừa có cái màu màu của gà nướng. Đấy, kiểu kiểu nó như thế. Thật ra anh em mình cũng học leo ở trên Tây Bắc về đây thôi. Hôm Sapa ấy, anh em mình lên chơi đấy. Học leo thôi, nghe thử cái món này xem. Gà nướng bản. Tuyệt vời luôn. Vì sao mọi người biết vì sao anh em mình thích ăn gà công nghiệp không? Thứ nhất là nó mềm, thứ hai là nó làm nó nhanh chín hơn những cái con gà như kiểu gà ta á. Đúng như thịt. Này, có ai ăn được thịt mềm không? Cái cẩn của dân mình nó nắng tỉ lắm. Còn cái con gà... Nám mút. Còn gà trọi thì nó ngon, nó ngon một kiểu khác. Còn gà này ngon kiểu khác, gà ta ngon kiểu khác. Mỗi người thích một vị. Hay do anh em mình ăn trắng gà trọi này thế nhỉ? Em muốn thích. Gà trọi xào xào hơn thì. Gà trọi dài. Đó. Gà công nghiệp thì. Nhưng mà anh hạn chế thích gà trọi của em nha. Cắt tiếp. Đấy, cho, ăn trộn cho tí tiết này. Hả? Ăn đấy. Ăn trộn ăn cắt không biết bây giờ tao không ăn trộn ăn cắt rồi. Anh cho mày thịt khảo em á. Anh cho thịt khảo em á. Nhà nhiều, nhà có điều kiện ngại gì. Ơ, thế sao anh không thịt cà ta? Cà ta anh không muốn. Không muốn anh đi mua. Mua gà trọi không, mình đi mua thì nó thứ nhất là chất lượng và thứ hai là không uy tín. Wow. Wow, tuyệt vời. Thì tỏa ăn gà nướng là rất là ngon đấy mọi người nhé. Gà nướng lu nó hay kiểu này đấy. Còn là mình nghĩ hay là anh do anh em mình chưa biết là kỹ thuật nướng chưa biết kia thì nên là màu như thế này nhỉ? Bùa mình thấy ở trên mạng ấy, người ta nướng gà nướng lu cái kia nhìn rất là đẹp. Hay là họ cho ra ngoài nướng xong lại đút vào lu quay? Không phải đâu, chắc là nước nước của người ta đẳng cấp hơn. Cho anh ấy chế nước nước đẳng cấp hơn nữa. Phải do là cái gà của anh em mình thốc lửa quá. Vội ăn quá. Cứ một ông này là nướng cái gì cũng ngon. Quá ít rồi luôn. Ui sao vậy? Em ăn nướng. Nướng này rồi làm mỡ này. Làm mỡ xong rồi nó chảy bớt mỡ rồi này. Ui xà. Ra. Xin phép mọi người mình thực hiện cái ước mơ của anh em từ nhỏ. Ước mơ ngày xưa hay xem phim kiếm hiệp này là thứ nhất này. Xem phim Trung Quốc là thứ hai này, hay như kiểu Hầu Thất Công ấy, ngày xưa ở trên đỉnh núi ấy. Đó, thế này này. Hầu Thất Công mình như đứng ở tre nào mới thích đi. Nhưng mà được cậu cả con. Nhỏ ăn. To quá. Ăn đeo đúng kiểu cái bàn. Nào, đây, cho mời một cái nít. Tao sẽ ăn một cái nít bên này. Dù cái. Anh thử bỏ sát ra.
À, 1, 2, 3. Dô! 100% nhá. Còn đít đấy ngon không? Ngọt. Có mùi xả. Thơm hơn. Ngọt. Rồi. Ăn đúng kiểu cái bàn như thế này. Tại cái bát của anh em mình nhỏ quá nên mình phải mấy muối ra. Cho em gặm cái bờ mông bên trái. Tuyệt vời quá. Thơm. Mọi người mà nướng mà gai nướng phải thật béo nhá. Mọi người nhá, gai nướng phải thật béo. Mọi người mà muốn nướng gà nướng thì cứ làm theo như kiểu anh em mình ạ. Rất là ngon. Nếu mà không có lưu, không có đấy thì có thể kiếm một cái gì đấy như kiểu thùng chẳng hạn, phi hoặc là đấy như anh em mình hay nướng. Rất là ok mọi người. Tuyệt vời luôn. Tuyệt vời chưa? Có da, lớp thịt rồi. Wow. Cả da cả thịt. Tuyệt vời chưa? Wow. Ngon.